Chắc có lẽ mình cũng không hiểu, có đôi khi cái vị sư cô này đã có nhiều tiền kiếp, đã khảo đảo quan trái gì với Sư Minh Tuệ đó, thành ra bây giờ người ta cố tình để người ta hại ổng. Nhưng mà nếu mà cái đức độ ổng cao thì hại cũng đâu có được đâu, tại vì ông Sư Minh Tuệ này là cái hạnh của ổng là ông Nguyễn Phú Trọng người ta tán thán công đức, mà như là ông Phú Trọng là ông vua trong nước rồi, mà ông vua mà ông ký mập cho cái ông Tam Tạng mà ông đi thỉnh kinh, giờ còn ai mà Còn đâu có còn ai còn ai mà ngăn cản được nữa ngăn ha, người cản sắp được. Địa ngục là cõi đi trần âm, giờ âm, mà cõi ban ngày là dương, ban tối là giờ âm. Âm là người người đã khuất bóng thì gọi là địa ngục, mà người người sống trong địa ngục, người nào tội á, làm tội thì sẽ được bị khảo tra hành hình, cũng giống như cái luật mà nhà nước bây giờ vậy đó, là bắt tội vậy đó. Thiên thiên địa nhân sao thì cho âm, dương sao thì âm nó có Thì vậy, hôm nay đi đến mà đây không á, có là tội núi gì thì nó Hang không. Vũ Sơn, thì có vô tình gặp được cô Sáu. Thì hôm nay mấy anh em tụi con cũng rất là vui mừng, thì mong cô Sáu giao duyên với mấy anh em tụi con. Thì cô Sáu ơi, mà cô Sáu cho con biết cái nguyên nhân nào mà mình lại đến một cái nơi vùng núi mà nói chung là nó cũng còn hoang sơ á, mà hẻo lánh á, gì đâu á cô Sáu? Tại vì cô Sáu ngày xưa cũng là người giống như giang hồ đi phiêu bạt đó, để hành đạo mà đã qua 24 năm rồi. Nhưng hôm nay dừng lại núi này thì 7 năm rồi, bây giờ là cô Sáu cắt cái danh trại, cái trại ở trên núi này tu hành, chờ đến ngày cũng như cho mình được hoàng mỹ đó. Cho nên hôm nay á, cũng cái duyên mà gặp được với cậu thì cô Sáu cũng mộc mạc để nói lên Phật pháp của mình, để cho huynh đệ nếu có điều chi thiếu sót thì cũng huynh đệ cũng niệm tình mà hoan hỷ bổ chính thêm. Đó là điều cô Sáu cũng rất mong muốn, tại vì mình đã đi trên đường Phật pháp này đi tu nó chưa có được hoàn mỹ, thì mình cũng học hỏi và các đấng học và có các đấng mà đã đi hy sinh vì Phật pháp, cũng như Đức Phật Thầy và Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Trâm Quang, các ngài 12 ông đạo nơi vùng đất linh thiêng của núi này thì rất là màu nhiệm. Nên cô Sáu muốn học theo các ngài, để cái hạnh các ngài để cô Sáu hành đạo. Thì con rất là cảm ơn cô Sáu á. Thì cô Sáu ơi, mà mấy ngày hôm nay á, thì hiện nay là có một cái sự kiện như vậy nè. Thì có một cái nồi cơm mà cái bát á, thì của ngài Sư Minh Tuệ đó, thì không biết vì sao mà người ta bỏ lên trên bàn thờ là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là đánh lên trên cái đó thì giống như có một cái tiếng là nó rất là vang. Thì con mong cô Sáu là giải đáp về cái phần này, mong cô Sáu giao duyên với mấy anh em tụi con. Nói chung thì cái nồi cơm của thầy Sư Minh Tuệ, thí dụ như bây giờ mình tạm dùng nói, nếu thật sự nồi cơm mà đã cắt tiếng vang lên đó, thì cái sự hành đạo của ổng đã đắc quả, đã đạt thành, cho nên cái nồi cơm nó vang. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà người ta vì quý cái tấm lòng của Sư Minh Tuệ quá, người ta có thể đúc nồi cơm bằng vàng ở bên trong, bên ngoài người ta áo lại giả thì người ta gõ nó vang. Thì cái đó là nói chung ra là về cái mặt khoa học, nhưng mà theo về cái tâm tâm linh của cô Sáu á, thì mỗi người đều có một cái linh tính, mỗi người đều có một cái căn, một cái phần. Thì theo cô Sáu nghĩ cái phần đó là như thế nào á, mong cô Sáu giải thích về cái phần của cô Sáu. Theo cô thì cái tâm của cô nghĩ thì một vị Sư Minh Tuệ này ra đời đúng vào kỳ mạt pháp, mà cũng đúng vào cái cơ cơ vận hành của làm cho đất nước mình phồn vinh lên, cho những kẻ tu hành giả dối phải quay đầu hướng thiện lại mà tu hành để đắc đạo, để cứu chúng sanh.
để không còn những cái đi theo một cái con đường theo thần tú nữa, mà đi theo chánh pháp của Phật Tổ Thích Ca 13 hạnh đầu đà. Dạ. Và chuyển xây là đi đúng theo lực lệnh của Phật để đắc đạo, để trong tương lai không còn là để quá độ chúng sanh. Ngài đã đi ra và Ngài quá độ tất cả chúng sanh, quá độ là các vong linh của nơi chiến sĩ này kia, rồi các ngũ nghĩa trang thì các vong của chiến sĩ, dạ, các của nhà nước, và nơi nào cũng độ hết. Dạ. Tại vì cái tâm đức của ông đã có thì Ngài sẽ độ, theo như cô Sáu nghĩ như vậy. Dạ, con cảm ơn cô Sáu ha. Thì theo như cô Sáu nghĩ thì giống như sư Minh Tuệ, thì nếu mà kêu như vậy thì nói chung là nó cũng không có đáng kính, mà phải kêu gọi là bằng Ngài Minh Tuệ. Thì Ngài đi thì Ngài không có nói gì hết, nhưng mà theo cô Sáu nghĩ Ngài có những cái thần thông nào không mà làm cho những cái người ta lại rất là đi như vậy, mà làm cho người ta tỉnh ngộ và người ta hồi hướng. Bây giờ là có rất là nhiều người ta cũng muốn đi tu á cô Sáu. Dạ. Dạ, mong cô Sáu giải đáp cho con. Đó là điều kiện coi như thức tỉnh nhân sanh, mà đinh đến đâu thức tỉnh người quá độ, cũng như là không nói gì hết, nhưng tự nhiên người ta thấy cái hành động đó là người ta sẽ tu theo. Dạ. Phật pháp là không có nói ra ngoài lời. Dạ. Mà nói gì du di, nói gì tâm linh. Dạ. Thì cô Sáu ơi, mà có hôm nay hữu duyên ở đây thì con cũng muốn biết là trên cái cõi đời này có rất là nhiều cái pháp ngộ, thì không biết là cô Sáu đã ngộ ra được cái pháp nào á cô Sáu. Dạ. Bây giờ thì cô Sáu chưa biết cô Sáu ngộ bên cái pháp nào. Dạ. Nhưng trước khi đi đây thì cụ quyền của cô Sáu đã hướng dẫn. Dạ. Và trên cũng như trong cụ quyền của mình đã xây chuyển khi mình đi cái cuộc hành đạo. Thì ngộ pháp á, thì cô Sáu đã theo thầy, theo Đức Quỳnh Giáo Chủ. Dạ. Còn xong hạnh xong, học xong rồi á, thì cô Sáu trở về non núi ẩn tu ở trên non này để tu học. Dạ. Thì cái nhiệm vụ cô Sáu cũng đi 24 năm trường, thì đúng là không có gì để phạm pháp với nhân dân đồng bào. Dạ. Nhà nước hết. Và để sự tu học của mình rất là đi ra, rất người ta cũng kính mến, ai cũng đều là kính mến. Dạ. Thì cô Sáu nói như vậy thì con cũng hiểu là cô Sáu là cũng giống như là một cái phần là về linh căn, thì giống như xây chuyển cho cô Sáu đi giống như tu tập, thì đến cũng một cái con đường là kêu là giác ngộ. Thì con cũng mong là cho cô Sáu được mau đạt được cái quả để cô Sáu giúp đỡ cho mọi người. Thì cô Sáu ơi, thì cũng sắp tới đây là cũng những cái ngày mà tháng 7 á cô Sáu. Thì nếu mà cô Sáu ngộ được thì cô Sáu chia sẻ lên cho mọi người biết mà tu tập ha. Dạ. Thì có những cái vị mà người ta tháng 7 này nè, thì trong người ta có nhầm khi là người ta rất là nóng tính, mà trong có nhiều lúc thì trong người ta rất là hiền. Thì con cũng mong cô Sáu lý giải vì sao mà có những cái hiện tượng lạ như vậy, và mình muốn làm cho người ta thay đổi thì mình làm như thế nào á cô Sáu. Nói chung thì cái lúc mà còn nóng tính á, thì có khi cái người đó còn có cái phần độ nhập vô nóng tính lắm. Rồi khi mà cái người đó mà hành đạo một thời gian sâu dày thì các phần âm đã độ rồi, thì người ta đã về cõi Phật rồi, cái tánh người ta đổi lại rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà nằm về bên ngũ hành hay hoặc là bên trăm quan hay là bên mấy ông á, thì rất là nóng. Dạ. Thì ví dụ như nếu mà bên ngũ hành á, là mình có những cái bài cúng như thế nào á cô Sáu, có biết những cái bài cúng đó không cô Sáu? Nói chung bên ngũ hành thì cô không có biết bài cúng bên ngũ hành, nhưng mà có trong cái sách giảng giáo lý thầy có nói là ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, thì ông đã nói là
ngũ hành cũng xuống gần, mà giúp chư thần đều các xuống gần chúng sanh hết, nhưng mà bên đó thì phải binh lực, còn sát giết, còn nóng tính, nói chung là bên về bên ngũ hành và bên châm quan, dạ. Năm ông ngũ công. Đúng rồi, thường thường là nói chung là cái người ta mạng nói ăn to nói lớn là đi thường thường là về bên châm quan. Dạ. Dạ. Thì cô Sáu ơi, mà con hỏi vì sao mà bên châm quan người ta thường người ta hay cúng những cái lễ vật giống như là người ta không cúng tương mà người ta lại cúng mặn á cô Sáu? Tại vì bên châm quan thì người ta đi đánh giặc mà. Dạ. Người ta đi đánh giặc, ta đi diệt bạo trừ gian thì diệt tà lập chánh, thành ra người ta phải ăn mặn rồi, đâu có ăn chay được, ăn chay ta đâu đi đánh giặc được. À. Còn nếu qua bên Phật á, thì mới ăn chay. Dạ. Mới cúng. Nhưng mà bên Phật cái hạnh bên khác, bên Phật là coi như bên Quan Âm, dạ. Hay là bên Phật, các vị Phật, Bồ Tát, đều người ta ăn chay. Cũng như ngày xưa là bên Triệt giáo, chuyển qua Xiển giáo. Dạ, để ăn tương ha. Ăn tương. Dạ. Lúc trước thì cô Sáu cũng ăn mặn, nhưng mà chuyển qua ăn chay. Rồi cô Sáu bắt đầu mà, cô Sáu chuyển qua ăn tương hồi bao lâu rồi cô Sáu? Năm nay cũng bốn mươi năm, nhưng mà cũng có ngã mặn qua, ngã một lần hai lần, rồi cô ngã ít bữa cô ăn lại, dạ. Nó cũng ngã lên té xuống gì đó. Dạ. Vậy là con thấy cô Sáu nói chung ra là rất là được hảo tướng đó. Ví dụ như có phải là cô Sáu giống như là đã được một cái pháp, cái ngộ nào không? Mà ví dụ như trong 32 tướng tốt mà con thấy cô Sáu là có một tướng đó cô Sáu. Dạ. Dạ. Thì con nhận vậy thì cô Sáu hay vậy chứ cô cũng chưa biết nữa. Thì nói chung thì mình con của Phật thì ít nhiều mình cũng phải giống Phật một chút. Dạ, đúng rồi. Thì con người của chúng ta là nói chung là khởi tâm là nếu mà có Phật thì trong lòng sẽ có Phật đó, phải không cô Sáu? Dạ. Dạ. Thì cô Sáu ơi, có khán giả này hỏi gì nè, ví dụ như Phật cao một trượng mà ma cao lại một xích á, cô Sáu có thể giải nghĩa cho mọi người nghe được cái câu này được không cô Sáu? Thì ông bà có nói Phật cao nhất trượng, dạ. Ma cao nhất xích, Phật dạ. Cao nhất trượng mà ma mới nhượng đồng sư. Dạ. Thì Phật cao thì mà ma còn cao nữa, mà ma cao ở Phật còn cao hơn nữa thì ma nó mới nhượng đồng sư, dạ. Là mới tôn sư trọng đạo, cũng dạ. Như ngày xưa Đức Phật Thích Ca vậy đó, dạ. Cũng Phật ma cũng lợi phá Phật, nhưng mà phá đâu có được ổng, dạ. Thì mới tôn ổng lên đồng sư. Dạ. Thì coi như là nếu mà ý cái câu này nói theo lời cô Sáu là trong tất cả việc làm của chúng ta thì nói chung là nếu mình nghĩ tới Phật là lúc nào mà cũng thành về tâm mình tốt hết trơn, chứ nếu mà tâm mình xấu là mà mình sẽ không có thành công nữa không có sao. Đúng rồi, phải làm gì cũng làm đáng, việc gì cũng lành là tốt, làm việc gì dù việc nhỏ cách mấy cũng là cũng theo Phật cũng hành cũng làm được, mà lớn cách mấy mà mình là không tránh những cái ác lớn. Dạ. Mà không bỏ cái thiện nhỏ, dạ. Thiện nhỏ cách mấy mình cũng làm. Dạ, thì con cũng cái này là cũng một cái câu hỏi của chương trình ha. Thì có phải là do cô Sáu là kiếp tiền kiếp của cô Sáu là đã có một cái đường lối đi tu, thì bây giờ kiếp này là cô Sáu bắt đầu cô Sáu hồi hướng cô Sáu đi tu thêm cái đợt này không cô Sáu? Thì cô Sáu cũng biết. Dạ. Cái nhiều kiếp trước mình hồi mới tu thì mình cũng thấy Phật nhiều lắm, dạ. Thấy Phật cõi Tây Phương, rồi thấy Phật đủ thứ. Nhưng mà bây giờ trở lại, bây giờ thì mới tu thì có các ngài ta trợ duyên cho mình thấy. Nhưng dạ. Mình tu từ từ mình hết thấy, mình không thấy nữa. Dạ, thì cho con hỏi cái này, ví dụ như cũng nhờ cô Sáu chia sẻ. Thì đầu tiên là cô Sáu thấy được cái vị Phật nào trước rồi cô Sáu? Đầu tiên thì thấy thấy Phật Di Lạc. Di Lạc ha, dạ. Thấy Phật Di Lạc, thì thấy mẹ Quan Âm. Dạ. Vậy là giấc là vậy là nói chung ra là cô Sáu nằm chim bao này, nói chung cái giấc nằm chim bao này nó cũng giống như một số khán giả gửi về chương trình đó. Tại vì trong cái thời này là Phật Di Lạc là nói chung là nói là kể theo câu chuyện thôi, chứ mình không có dám nói là có hay không, là đã hạ thế. Còn mẹ Quan Âm là cứu khổ cứu nạn, thì chắc trong cái
cái cuộc đời của cô Sáu nhiều khi chắc cũng có nhiều lần là nó đã đau khổ hay là bị oan cái gì hả cô Sáu? Nói chung thì cũng mình không có kể hết được cái cuộc hành trình của mình. Dạ. Tại vì những người đi tu thì phải chịu những cái khổ khó trải qua rồi mới có cái thiện nhân mới đi đến. Dạ. Cho nên mình đã trải qua khổ khó rồi, mình có khi mình không có nhớ lại nữa. Wow, quên hết. Không nhớ hay sao? Không nhớ. Coi như cái tâm của cô Sáu là giờ là hiện đang là nó rất là thanh đó, coi như là không nhớ những cái chuyện mà đau khổ đau buồn nữa ha. Dạ. Dạ. Thì cô Sáu ơi, cô Sáu có khán giả hỏi như vậy nè. Thì nhân quả là gì và biết là lý do tại sao mà có điều nhân với quả? Dạ. Thì cái đó là lực của Phật để lại rồi. Dạ. Phật thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Dạ. Phật thì không có tạo cái nhân ác, tạo cái nhân lành nên nó mới hưởng quả lành, còn chúng sanh thì không có sợ nhân mà tạo quả, thì tới chừng nào quả tới thì mới khóc mới than. Dạ, đúng rồi. Còn Phật thì sợ nhân là nên không có tạo cái nhân ác mà tạo nhân lành, cho nên Phật thì sợ nhân mới không có tạo nhân ác mà tạo cái nhân lành. Dạ. Còn chúng sanh thì tới quả tới mới sợ. Đúng rồi. Thì cô Sáu trả lời cái câu hỏi này còn quá là thâm sâu, có nhiều khi là cũng là một cái câu hỏi như vậy, nhưng mà mọi người có người trả lời khác, có người trả lời khác nữa, nhưng mà cô Sáu là trả lời cái câu này là nói chung theo sự hiểu biết của con là tuyệt vời. Dạ, thì cô Sáu ơi, thì vì sao mà khi mà cái con người ta bình thường không có lo ăn chay tu hành niệm Phật, mà khi mà nằm ở đó một chỗ bắt đầu là giống như là mình có một cái sự biến cố gì đó là mà lại niệm Phật, mong cô Sáu gieo duyên với mấy anh em được con? Thì đó thì cũng như cảnh, có cảnh tới mới phát giác ngộ, nhưng mà cảnh qua rồi thì cũng như là cái tâm ngưng trệ lại. Nó sụt lùi lại, thành ra có cảnh mới cái người đó mới giác ngộ. Còn cái người mà ta phát tâm thì dù gặp hoàn cảnh nào cũng giác ngộ hết, chứ không có đợi cảnh khổ mới tu, mà sướng mà không tu. Sướng cảnh sướng cũng tu, mà cảnh khổ cũng tu. Dạ. Còn ta đã phát tâm rồi. Đúng rồi. Thì trong cái thời hiện đại như vậy nè, thì có rất là nhiều người giống như người ta là bây giờ là chỉ lo là cơm áo gạo tiền, không có lo đi cúng lại. Thì mong cô Sáu gieo duyên với mọi người mà có xem được cái clip này thì hãy giống như mình cô Sáu nói một lời nào để cho mọi người biết mà lo tu tập là kịp đó cô Sáu. Dạ. Thì đây là cái lời của cậu Hai Thanh Sĩ có nói để lại, nếu độ một người ngu phải tốn luôn tiền vàng. Dạ. Còn độ một người khôn thì chỉ qua một vần thư âm mà. Dạ. Thì cái người mà có giác ngộ, có tâm rồi, chỉ một vần thơ thôi là người ta đã, người ta đạt được, ta hành đạo được. Dạ. Một vần thiên âm thôi, còn cái người ngu á, tốn một lu tiền vàng mà người đó còn chưa ngộ nữa. Cho nên Phật pháp á rất là màu nhiệm, rất là linh thiêng, nhưng mà ngặt cái tâm của mình á chưa có lóng sạch phàm trần. Dạ. Cái tâm còn sợ sệt và tham nhiễm hay hoặc là gì đó, cho nên Phật pháp không có nhiệm màu, chứ người đó nói Phật pháp không nhiệm màu, chứ Phật pháp rất là nhiệm màu, bởi vì cô tin tưởng Phật pháp nhiệm màu lắm, cho nên mới đi tu. Ngày xưa đi ra trong nhà, đi ra không có đồng bạc nào cũng vẫn đi được, và đi đâu cũng đạt hết, mà đi đâu cũng hai mấy ba năm trường là về Đình Thí Sơn, ở trên chuyển đâu thì đi đó, ăn cơm quán, ngủ là ngủ đình, chớ cũng không xin xỏ ai, không xin tiền xin bạc gì ai hết, nhưng vẫn sống hoài và vẫn có tiền đi, vẫn có đi được nhiều chỗ nhiều nơi, nếu có tiền đi đúng đi là đủ đi thôi, không cần phải nhiều, nhưng mà đi chỗ nào cũng đạt hết.
có lẽ chỗ nào cũng đi hết, là cô rất là đồng tình với cô, rất là kỳ Phật Pháp, rất là nhiệm màu. Cho nên đến ngày hôm nay cô ở trên núi thì tôi cũng vẫn không có tiền, vẫn là vẫn sống, vẫn niệm Phật, vẫn bình thường. Cái quan trọng là do cái tâm nó khởi. Tâm mình tốt thì nó không có tâm sinh tướng, mà nếu mà có tướng tốt rồi thì trong người mình nó không có bệnh, đúng không cô Sáu? Dạ. Thì cô Sáu ơi, sẵn đây con tiếp chương trình, con hỏi cho cô Sáu mà mong cô chú anh chị nghe những cái lời này, thì có phải là gì mà tu là làm giàu không, mà nhầm người sao tại sao mà tu lại nghèo? Thì sẵn đây con mở lời trước cô Sáu luôn. Thì mình tu thứ nhất là mình có được cái đạo đức, cái thứ hai là mình có am hiểu, mình không có còn tham sân si nữa, thì từ cái chỗ đó mình làm việc gì cũng thành và phát triển. Thì con cũng mong cô Sáu chia sẻ cái câu này, là vì sao mà người ta càng tu thì lại càng nghèo, mà có người tu thì lại làm ăn nó phát đạt. Mong cô Sáu giải thích cho mọi người. Đó là cái duyên phước của người đó, cái duyên phước mà người ta đã gieo. Ví dụ như cái người tu người ta phát về cái hạnh Phật thì người ta phải chịu nghèo đó. Dạ. Người ta đi theo Phật là người ta bố thí cầu bằng, xả thân cầu đạo thì người ta chịu nghèo. Nhưng mà cái người tu còn giàu là cái phước của người ta còn hưởng, cũng như nhiều tiền kiếp người ta là đã có làm phước trong ba cõi, ba cấp thiên địa nhân, mà người ta đã có làm rồi thì người ta có hưởng. Cái đó thì mình không nói được. Nếu nói người đó thì phải xét lại ba cõi và ba cấp, người này mới đúng đúng sách và mới luận được người đó. Còn nếu mình không xét được thì mình định nên luận. Dạ. Mình luận nhiều có khi mình bị dính tội. Dạ. Bởi vì đúng lời nói của mình nói ra là cái khẩu nghiệp mình. Thí dụ như cái người đó bực thánh nhân đi. Dạ. Mà mình vô tình xúc phạm thì mình giảm đi cái đức. Dạ. Cho nên mình không nên, mà tại vì mình phải xét kỹ. Tại vì cô cũng mới đây là mới nằm trong cái giấc mơ. Dạ. Thì cô nhóc ngó lên trời, cô cũng trách trong trời nữa. Nói ông trời ơi, sao người ta tu hành mà sao ông để cho khổ quá. Dạ. Mà cái người vào ác mà sao ông được sung sướng. Thì cô tự cô giờ ông trời cô thấy ổng gì, cô nói gì ổng cũng nghe. Giờ cái cô tự lại cô trả lời, cô nói người ta có hưởng phước, có phước phải xét trong ba cõi là thiên địa người nhân. Dạ. Ba cái phước này người ta còn động lợi thì người ta hưởng, chứ mình đừng trách người ta. Và mình muốn tu mình kiểm lại coi mình nằm ở bên quốc độ nào, bên hạnh Phật nào mà mình đã hành đạo. Cho nên cái cô nói tự trách và tự nói luôn, rồi xong rồi cái cô giật mình thức dậy. Dạ. Trong giấc mơ. Đúng rồi, coi như là cô đã ngộ ra được cái những cái điều mình nói ha. Dạ. Thì quý vị ơi, Phật pháp rất là nhiệm màu. Thì nếu mà mình tin giờ những cái điều gì đó, thì mình sẽ cầu nguyện đi, rồi mình sẽ được quý vị. Chứ quý vị đừng có bỏ cuộc và đừng có nản. Thì hôm nay mấy anh em chúng tôi đi quay cái này là cũng là gieo duyên, chứ cũng không có sắp đặt. Thì mong quý vị đón theo dõi và bấm đăng ký ủng hộ cho kênh mấy anh em. Thì cô Sáu ơi, thì như vậy cô Sáu, có một cái vị này cũng lâu rồi trên chương trình, mà bữa nay là nói chung là đúng cái duyên mới hỏi được cô Sáu. Dạ. Thì nếu mà về phần linh căn á, thì mình đi như vậy có được giải thoát không cô Sáu? Được chứ. Nếu mà cái người linh căn này về bên cửu quyền sẽ chuyển đi. Dạ. Vì nó có từng cấp, từng bước lên. Dạ. Mà người đó sẽ hành đúng theo là thầy tổ thì người đó sẽ được giải thoát. Tại vì thầy có nói gì nè, cư trần bất nhiễm là người thánh, lãnh tục đừng mê chứng bực hiền. Cái người ở trần gian mà ta không mê nhiễm là ta đã giải thoát rồi. Dạ. Và có khi người đó giải thoát mà người nọ lại tất cả trong tâm của người ta, ta giải thoát nhưng mà người ngoài ta không biết. Dạ. Cho nên có khi người phàm không biết, cùng xúc phạm thì cũng có tội. Cho nên bây giờ bất thầy có nói là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là trên chánh mới hồng xây sang.
những người nào mà ta không dùng của thế, không sắc, không màu. Sắc màu là không phải sắc diện là quần áo hay này kia, nhưng mà sắc là cái sắc dục đó. Và những cái nhiễm cõi trần cũng gọi là sắc. Mà đa số bây giờ thì thầy cũng có nói câu gì nè cô Sáu ơi. Thì một tay là nắm cánh hoa sen ha, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Mà con thấy bây giờ thì người ta tu á, nói chung ra là rất là nhiều người nhỏ nhen sự đời lắm. Người ta đã nắm cánh hoa sen thì mình đi theo tiếp đi. Mà không, cứ suy nghĩ sân si. Như mới đây là trường hợp có một cái sư cô đó. Ví dụ như thầy sư Minh Tại á, mà đã đi như vậy nè, mà cũng đâu có làm gì cổ đâu. Mà cổ lên cổ nói này nói kia thầy. Mà cái trong khi đó là cái con người ta biết bao nhiêu người ta kính trọng. Không gài cô có coi cái câu chuyện đó không cô Sáu? Đúng vậy, thì cái máy điện thoại nó bị hết pin rồi không có coi. Dạ, thì nói chung ra là con chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng không có đả kích. Nhưng mà ví dụ như nhiệm vụ ai đấy làm, mình cũng đừng nên mình làm như vậy. Dạ. Nói chung thì chắc có lẽ mình cũng không hiểu. Có đôi khi cái vị sư cô này đã có nhiều tiền kiếp, đã khảo đảo quan trái gì với sư Minh Tại đó. Dạ. Thành ra bây giờ người ta cố tình để người ta hại ổng. Nhưng mà nếu mà cái đức độ ổng cao thì hại cũng đâu có được đâu. Dạ. Tại vì ông sư Minh Tại này là cái hạnh của ổng là ông Nguyễn Phú Trọng người ta tán thán công đức mà. Dạ. Như là ông Phú Trọng là ông vua trong nước rồi. Dạ. Mà ông vua mà ông ký mập cho cái ông Tam Tạng mà ông đi thỉnh kinh rồi còn ai mà còn ai ngăn cản được. Dạ. Thì trong cái quá trình mà tu tập của cô Sáu á, thì trước giờ á, thì có bị những cái chướng ngại gì không cô Sáu? Cô Sáu kể cho mọi người nghe cô Sáu. Nói chung thì chướng ngại thì có rồi đó, nhưng mà bây giờ mình nó cũng quên hết rồi. Dạ. Giờ là mình không có nhớ cái chướng ngại. Dạ. Coi như là cái tâm của cô Sáu giờ rất là thanh luôn đó. Nói chung ra hầu như là con thấy những cái người mà người ta có duyên với Phật pháp á, thì hầu như là người ta làm những cái chuyện nào đó là hình như qua rồi thôi, không có còn nhớ cái gì hết. Con nói gì đúng không cô Sáu? Cũng như cũng có nhớ nữa mà trong đầu mình không có lưu. Trong trí mình không có lưu những cái những cái chuyện đó còn chuyện đó. Qua nữa ha. Ừ. Thì có nhớ nhưng mà không có lưu. Dạ, không có lưu lại, giống như mình chỉ lo mình tu tập thôi, mình kiếm cái hướng nào để cho mình hoàn chỉnh nhất. Cũng như là mình trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Dạ. Cũng như cái chỗ nào mà người ta ồn quá thì mình đi kiếm chỗ thanh tịnh, mình né một chút cái mình. Dạ. Mình trở về cái nội tâm của mình thanh tịnh. Dạ. Mình cũng không có trách người ta sao ồn. Dạ. Mà mình kiếm chỗ mình né một chút thôi. Đúng rồi. Thì con cũng có thắc mắc này nè. Ví dụ như tại vì nhiều khi nhiệm vụ của ai nấy biết. Thì cô Sáu cho con hỏi coi. Vì sao mà cái chuỗi đeo gần cổ mình đó cô Sáu. Thì tại sao mà không có 107 mà không 109 mà phải đúng ngay 108 đó cô Sáu. Thì ngày xưa người ta nói 108 vị anh hùng lưng xương bạc gì đó. Dạ. Rồi cũng như là 108 thì nó có con số 8 là có bắt chánh đạo. Dạ. Bắt chánh người nào đi đến 100 thì nó là con số nó tròn rồi. Dạ. Thêm số 8 là bắt chánh đạo. Bắt chánh đạo ha. Ừ. Dạ. Còn nếu mà bên gọi là bên còn ngũ hành thì cũng là bắt quái chân đồ. Dạ, bắt quái. Thì cô Sáu ơi, mà trong tất cả cái bát chánh đạo á thì có 8 bát, thì hiện nay cô Tám đã hành được mấy bát rồi cô Tám? Cô Sáu bát chánh đạo hả? Dạ. Cô thì cô cũng không biết cô hành được mấy bát chánh nữa, nhưng mà dạ. Bây giờ thì cô đang tu tập và đang hành. Dạ. Cũng như là theo thầy thì điều thứ 8 là tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau và con đường đạo đức. Dạ. Nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương mà an dưỡng như học đạo hoàn toàn mới trở lại cứu giúp chúng sanh. Dạ. Cho nên điều thứ 8 đó thì cô nhớ. Dạ. Mà mấy điều kia cô cũng nhớ đó, nhưng mà cô chưa hành được. Dạ đúng rồi. Thì mỗi người trong chúng ta thì ví dụ như
mình làm cái nào nó xong rồi mình mới qua cái khác, chứ đâu có mà lộn xộn được. Ví dụ như con cũng vậy nè, ví dụ như đầu tiên dạ sáng mình thức dậy là mình giống như là mình đánh răng sửa rửa mặt mình tắm, thì cái đó là cũng là một hành một cái bát, nhưng mà cái nào là mình một lần một duy nhất, chứ không có mà nhiều thứ một lúc là không có làm được, đúng không cô Sáu? Dạ. Thì có một cái khán giả hỏi gì nè, ví dụ như trên đời này có cái cõi địa ngục không cô Sáu? Có chứ, địa ngục là gọi là phần âm. Dạ. Phần âm. Dạ. Mà có phần ngày là dương. Dạ. Phần tối là giờ âm. Âm là người đã phước bóng thì gọi là địa ngục. Dạ. Mà người sống trong địa ngục, người nào tội á, làm tội thì sẽ được bị khảo tra. Dạ. Hành hình cũng giống như cái luật mà nhà nước bây giờ vậy đó. Dạ. Là bắt tội vậy đó, thiên địa nhân sao thì trong âm dương sao thì âm nó có như vậy. Dạ. Mà không có tội thì người đó được thông dong, được làm việc, được những cái gì coi như là được, cũng như người ta vô trong cái công việc như người ta làm ông chủ tịch nước gì đi, rồi người ta mắc thì người ta cũng làm lớn hết trơn. Dạ. Người ta cũng về chợ, người ta cũng làm công việc xong, người ta trở xuống, người ta giúp đỡ cho nhân dân đồng bào nữa. Dạ. Tại vì người ta đã có một cái hạt giống rồi. Dạ. Có một cái sứ mạng. Sứ mạng rồi. Cho nên mình là người dân thường mà mình tu thì mình tu theo chánh pháp chánh đạo thì cũng có thầy tổ ủng hộ mình, khi mà mình mắc mình cũng được về cảnh có hoa sen, mình được nhập vào hoa sen, mình được theo Phật. Thì con giống như có một cái vị này cũng nói nè, là ví dụ như con ma rước, con quỷ rước, mà lúc trước nhiều khi mình cũng chưa có ngộ ra lý do mà sao cái vị này nói như vậy, thì bây giờ thì nhờ cái câu chuyện của cô Sáu mà con cũng hiểu thêm. Thì cũng sắp tới đây là cũng là rằm tháng 7, thì thường thường là 15 tháng 7 thường thường là tại sao mà người ta không cúng 13, 14 mà người ta lại cúng ngày ngày rằm á cô Sáu? Thì đúng ngày rằm thì theo như sách thầy tổ có nói, ngày rằm tháng 7 là ngày rằm Trung Nguyên. Trung Nguyên. Trung Nguyên, ngày rằm tháng 7 cũng là qua cái kỳ báo hiếu Du Lan Bồn mà của Đức Phật ngày xưa để lại cho Kiền Liên. Dạ. Cho nên noi theo một cái tích của Đức Phật ngày xưa thì bây giờ thì tới ngày rằm tháng 7 thì người ta báo hiếu, người ta phải cúng chùa hoặc làm phước thiện gì đó, hậu hướng công đức, rồi cúng dường cho các vị chư tăng. Thì cái điều kiện đó tốt. Dạ. Chứ đâu có, tại vì cái rằm tháng 7 là báo hiếu mà. Dạ. Thì cái rằm tháng 7 là giống như cô ý cô nói Sáu, là cái cơ hội là cuối cùng để mình trả lễ báo hiếu nhanh báo nhất. Báo hiếu cho quyền cha mẹ của mình. Dạ, nhanh nhất. Mà nhất là mình phải giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời. Đừng chứa điều phiền não để bụng tha lam ích kỷ gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ của mình mở mang, cõi lòng mình sáng suốt. Dạ. Thì màn vô minh mình đã dẹp, ví dụ như cái màn vô minh mình đã dẹp rồi thì mình cầu cái gì cũng được hết. Dạ. Còn nếu mà cái người mà vô minh chưa có dẹp được thì có cầu thì cũng không có, cũng đạt một phần trăm nào thôi. Dạ. Chứ không phải là không đạt, cũng vì có lòng mà có lòng thì người ta đạt nhưng mà đạt ít hay nhiều. Dạ, ít hay nhiều là do cái do tâm của mình. Cái tâm của mình người đó. Dạ. Thì cô Sáu ơi, cô Sáu nói chung ra là con rất là thấy là thán phục cô Sáu. Thì cô Sáu nói rất là đúng. Thì con cũng mong cô Sáu gieo duyên như vậy nè. Ví dụ như có những người người ta chưa trước giờ người ta chưa có biết đi cúng lại. Cái nhất, cái thứ hai nữa là người ta chưa có biết là am hiểu về cái Phật pháp giáo lý. Thì cũng cái rằm tháng 7 này cô Sáu có những cái lời nào nói cho mọi người nghe, giống như người ta biết hành thiện tích đức trong tháng 7 là như thế nào, cô Sáu gieo duyên để mọi người tranh thủ cúng để kịp cái lễ này cô Sáu? Thì nói chung thì đức thầy mình dạy sao thì mình lại cũng làm y theo thầy tổ đi. Dạ. Chứ nếu mà mình làm lệch thì không giống theo thầy tổ thì có bị hình như nó bị sai. Dạ. Nhưng mà sai cũng tốt nữa chứ không phải không tốt. Những cúng lại là
đều tốt, nhưng mà có một cái nó bị sai là không có đúng theo cái hạnh, nhưng mà cái hạnh của người ta bên Phật Thích Ca thì người ta hạnh khác, cũng như hạnh bên Cao Đài thì hạnh khác, mà bên Thiên Chúa thì hạnh khác, mỗi người có tôn giáo á, khác thì ta hạnh khác theo cái tôn giáo. Còn mình thì Phật giáo Hòa Hảo thì mình nắm ngay tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy, Đức Phật là mình hành thôi. Đúng rồi. Thì mỗi người có một cái đạo khác nhau và một cái cách mà cúng lại khác nhau. Thì thường là cô Sáu trong tháng 7 này cô Sáu làm những việc gì á cô Sáu, để nói chung ra là thời này nó hiện đại, thành ra là không có ai mà giống ai, thì mong cô Sáu gieo duyên để mọi người biết noi gương theo cô Sáu á. Cái dằm tháng 7 thì cô Sáu chỉ nếu có tiền thì cô Sáu giúp cho cái người bệnh tật lỡ đường đói rách tàn tật, và cúng mua bông hoa trái cây để cúng nhà mình, và mình cúng chùa hoặc mình đi lễ bái các vị sư nào mà người ta có đức độ đó, thì mình cúng dường cho vị sư đó để hầu hướng công đức cho cụ quyền của mình, rồi nhang đèn bông hoa trà quả đi các chùa chiền mình cúng vậy thôi. Có tiền thì với báo hiếu cha mẹ mình đã sống dạy cái gì mình nghe lời cái nấy, cha mẹ nói phải thì mình nghe lời, cha mẹ nói quấy thì mình cũng nhỏ nhẹ ôm tròn để khuyên nhủ cha mẹ mình đi theo con đường Phật pháp, rồi mình ráng tu để hầu hướng những công đức cho cha mẹ mình giác ngộ sớm để quay đường chánh pháp, mình cũng ráng tu để đắc đạo để cứu cha mẹ của quyền của mình vậy đó. Thì cô Sáu ơi, có một cái vị khán giả hỏi như thế này nè, thì con cũng mong cô Sáu gieo duyên hỏi như thế này. Tôi á là giống như sinh ra trong một cái gia đình khó khăn, thì cũng muốn làm phước, nhưng mà có nhầm người nấu như thế này nè. Ví dụ khi mà mình muốn cúng cho dường cho gieo duyên cho người đó là một bao gạo, thì có phải là mình giấy tên họ của mình, hoặc là mình giấy về cho ông bà của quyền cảm ứng chứng minh thì cái bao gạo đó cho người ta. Còn có người thì nói gì nè, mình đã làm phước rồi là không có nên mà gian giấy, tại vì gian giấy là nó không có tác dụng. Thì con cũng mong cô Sáu suy nghĩ hai trường hợp này mà nói cho cái người đó biết, để người ta muốn làm phước nhưng mà làm như thế nào là đúng và như thế nào là sai á cô Sáu. Cái nào cũng đúng hết á. Ví dụ như người ta đi vô vi, người ta không cần phải là ghi tên ghi tuổi gì hết á, mà người ta hướng tâm về Phật á, thì người ta cúng dường vậy thì vô vi đã phật chứng rồi. Ta không có cần danh lợi, cầu danh cầu lợi hay là cầu cho cha mẹ. Còn cái người mà người ta cũng phát tâm mà ta muốn cầu gì cho cha mẹ thì người ta ghi tên, ghi tên hầu hướng công đức cho cha mẹ, cũng đó là cũng điều đúng. Cũng đúng ha. Nhưng mà một cái phước lớn và cái phước nhỏ cũng như cúng mà không cầu danh thì cái phước đó dạng đại, cúng mà cầu danh thì cái phước nhỏ như hột cải. Cái tùy cái người đó mà người ta muốn cúng như thế nào thì tâm của người ta phát vậy thì ta cũng đạt vậy. Con hiểu rồi. Có nghĩa là do cái tâm của mình. Tại vì con theo con suy nghĩ gì nè, nếu mà mình cúng á, mình cho người đó đi mà mình không có nói năng gì hết trơn á, thì có ai biết mình cúng dường cái gì đâu mà người ta là chứng cho mình, đúng không cô Sáu? Còn có dầm người ta nói á, là người ta có củ ăn của để rồi, ta nói thôi bây giờ mình cho người này đi thì nó cũng đâu có mắc miếng nào đâu. Nhưng mà do là cái vô tình đó là mới là cái phước bự đó, phước lớn đó ha. Đúng không? Thì bởi vì trên xã hội cũng có người thì quá giàu, người thì quá nghèo, thì cũng ông trời ông cũng có công bằng, đúng là do cái tâm của mình đó cô Sáu. Phải không? Thì cũng cuối lời chương trình đó, thì nói chung nghèo thì tu cũng được mà giàu tu cũng được. Cũng được giàu thì hành theo cái hạnh của ông cấp cô độc. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiếu đạo hơn là châu báu. Còn cái người nghèo tôi cũng được, nghèo là nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Cho nên nghèo tôi cũng được mà giàu tôi cũng được, tại vì người tu á, những cái sang giàu á không đem vô chùa được, những cái danh lợi bỏ ngoài cổng đi, trước khi vô chùa á bỏ danh lợi ngoài cổng đi hãy vô chùa đó, vô chùa đừng nhắc tới cái tài sản cái danh lợi. Cô Sáu theo con nghĩ cô Sáu cũng có một cái trình độ là nói chung là rất cao đó chứ không phải thấp đâu.
Thì cuối chương trình á, thì cô Sáu có những cái lời nào nhắn nhủ với mọi người á, trong cái tháng 7 này á, để tu tập nha cô Sáu. Thì cuối chương trình thì cô Sáu cũng cầu mong chúc cho cũng như trăm họ vạn dân, tất cả bá gia bá tánh trăm họ vạn dân đồng là phát tâm bồ đề, trưởng dưỡng tánh linh và tu hành tinh tấn để mình đạt được cái kết quả cho tương lai sau này, dự hội vào cái hội Phật Thánh Tiên mà đang ở trên đang sàng sảy và đang lừa lọc. Một con đường chánh đạo Phật pháp thì còn, còn con đường tà thì không còn trên thế gian này nữa, tại vì đang Phật pháp đang sàng sảy. Cũng giống như một vị sư huynh tại đi ra là cái gương hạnh của ông để đi ra để người ta hướng tâm để làm theo, còn người không làm theo thì tùy cái duyên của người đó. Quá hay cô Sáu ơi. Thì cô Sáu ơi, thì giống như Đức Thầy nói gì nè, bổn đạo thì đông á, mà mai mốt là lấy sùng dông là chở không 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 đầy đó ha cô Sáu. Đúng rồi. Rồi con cũng xin phép kết thúc chương trình ở đây cô Sáu. Mô Phật.